Lũ trên khắp Trung Âu đang rút dần ở nhiều nơi sau khi bão Boris đi qua, nhưng các thành phố và làng mạc ở hạ nguồn lại chuẩn bị ứng phó với mực nước sông dâng cao. Nguy cơ ngập lụt được dự báo sẽ lên tới đỉnh điểm. Kể từ ngày 20 tháng 9, lưu lượng nước trên sông Danube có thể đạt đỉnh, gây ra lũ lụt nghiêm trọng nếu tràn bờ. Chính quyền Budapest đã phong tỏa một số đoạn đường bộ và đường sắt dọc theo sông. Xa hơn về phía hạ nguồn, Romania cũng đang theo dõi tình hình mực nước ở con sông này. Các thành phố từ Budapest đến Wroclaw ở Ba Lan đang cấp tốc xây dựng hệ thống phòng lụt. Lũ lụt, lốc xoáy đã được dự báo. Chúng tôi đang chuẩn bị gia cố các hệ thống phòng hộ và đê điều nhanh nhất có thể để đối phó với lượng nước sông dâng cao những ngày tới. Các quốc gia như Áo, Cộng hòa Séc và Romania cũng ban bố các biện pháp khẩn cấp và sơ tán hàng nghìn người. Toàn bộ hệ thống đường sắt của Romania đã tạm dừng hoạt động. Máy bơm và các trung tâm điều tiết nước lũ đều sẵn sàng vào vị trí để ứng phó với tình hình khẩn cấp. Chúng tôi buộc phải di rời để đảm bảo an toàn, dù không muốn nhưng tình huống xấu nhất là nước có thể ngập cả ngôi nhà. Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất, với nhiệt độ tăng gấp đôi so với tốc độ toàn cầu. Điều đó khiến châu Âu dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.